Xin chào các bạn, trong clip này tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn một thuộc tính quan trọng của Polygon, đó là thuộc tính đối xứng. Đối với các đối tượng bên ngoài thì đã rất là đơn giản, tôi sẽ vẽ nhanh qua. Tiếp theo, để vẽ đối tượng bên trong, chúng ta vẽ ra một hình Polygon 8 cạnh. Sau đó chúng ta sẽ dùng công cụ Shape Tool để biến đổi. Chúng ta tô cho nó màu trắng. Sau đó chúng ta đưa vô một đối tượng nhỏ lại và chúng ta tô cho màu xanh. Nếu như chúng ta muốn nó bóp lại thì chúng ta có thể chọn đi nó và bóp lại một chút. Vậy là đã xong. Chúng ta thấy chỉ cần áp dụng một thuộc tính rất là đơn giản mà đã vẽ được một hình như thế này. Tôi hy vọng qua bài này các bạn đã hiểu rõ hơn về định polygon và thuộc tính đối xứng của nó. Xin chào và cảm ơn các bạn.